Kinh thủ thủy lâm nghiêm tâm tâm bên đây nhàm thám dệt dệt và chú chú dạy băng băng năm năm lại nữa phú lâu nè vọng tưởng chẳng phải gì khác do tính giác minh hóa ra làm lỗi cái sở minh hư vọng đã lập thì phạm vi của cái năng minh không vượt khỏi được do nhân duyên ấy nghe không ra ngoài tiếng thấy không vượt khỏi sắc sáu cái vọng sắc hương vị xúc vân vân đã thành lập thì do đó chia ra có thấy nghe hay biết đồng nghiệp ràng buộc lẫn nhau mà hợp mà ly mà thành mà hóa cái thấy phát minh thì các sắc phát ra nhận rõ nơi sự thấy thì thành có tư tưởng rồi ý kiến khác nhau thì thành ra ghét tưởng niệm đồng nhau thì thành ra yêu lan cái yêu ra thành hạt giống thu nạp tưởng niệm thành ra cái thai giao xen phát sinh hấp dẫn bọn đồng nghiệp nên có nhân duyên sinh ra yết la lam ác bồ đàm vân vân thái sinh noãn sinh thấp sinh hay hóa sinh là tùy phần sở ưng noãn chỉ do tưởng niệm mà sinh thái thì nhân ái tình mà có thấp sinh thì cơ cảm mà hợp lại còn hóa sinh thì phân ly mà ứng hiện khi tình khi tưởng khi hợp khi ly thay đổi lẫn nhau nên các loài chịu nghiệp báo cũng theo đó mà lên xuống do nhân duyên ấy chúng sinh tiếp tục phủ lâu na tư tưởng thương yêu ràng buộc lẫn nhau yêu mãi không rời thì những cha mẹ con cháu trong thế gian sinh nhau không ngớt bọn này thì lấy dục tham làm gốc lòng tham lòng yêu giúp nhau tăng trưởng tham mãi không thôi thì các loài thái sinh noãn sinh thấp sinh hóa sinh trong thế gian tùy sức mạnh yếu ăn nuốt lẫn nhau bọn này thì lấy xác tham làm gốc lấy thân người ăn con dê dê chết làm người người chết làm dê như vậy cho đến mười loài chúng sinh chết sống sống chết ăn nuốt lẫn nhau nghiệp dữ cùng sinh ra tột đời vị lai bọn này thì lấy đạo tham làm gốc người này mắc nợ thân mệnh người kia trả nợ cũ cho người này do nhân duyên ấy trải qua trăm nghìn kiếp thường ở trong đường sống chết người này yêu cái tâm người kia ưa cái sắc người này do nhân duyên ấy trải qua trăm nghìn kiếp thường ở trong vòng ràng buộc duy ba môn sắc đạo dâm làm gốc và vì những duyên đó nghiệp quả tiếp tục phủ lâu na ba thứ tiếp tục điên đạo ấy đều do tính sáng suốt rõ biết của giác minh nhân rõ biết phát ra có tướng theo vọng tưởng mà kiến chấp sinh ra các tướng hữu vi núi sông đất liền thứ lớp dời nổi đều nhân cái hư vọng đó mà xoay vần sao trước chú giải sau khi chỉ rõ nguyên nhân các pháp hữu vi là do không giác ngộ pháp giới tính vọng tưởng phân biệt mà thành Phật chỉ giải về kết quả của sự mê lầm ấy gây ra có thế giới có chúng sanh có nghiệp quả thế giới sự vật không ngoài bốn môn đại địa thủy hỏa phong pháp giới duyên khởi có những hiện tượng vô lượng vô biên nhưng nhận biết là phong là địa là hỏa là thủy đều do tâm thức như phong đại là gió tượng trưng cho sức lay động vô hình là hư không vốn không có tri giác không hề biết thế nào là lay động thế nào là không lay động chỉ vì cái tâm phân biệt theo nghiệp đối đãi với hiện tượng nào đó phát minh ra như thế là lay động nên mới có phong đại làm cái động lực nắm giữ thế giới. Địa đại cũng là thứ vô tri vô giác, không tự biết mình là hữu hình hay vô hình, là lỏng hay là cứng. Chỉ vì giác tính phân biệt, theo nghiệp phát minh ra tính cứng, lập ra sự ngăn ngại, nên mới có địa đại như đất, đá cùng khắp thế giới. Theo tứ đại chúng tính, thì tính ngăn ngại, chón một phần không gian,
gọi là chúng tính của địa đại. Như thế thì chẳng những đất là địa đại, mà tất cả cái gì chói một phần không gian, như các tức cực vi trong nước trên hư không, cũng là địa đại. Phong đại lay động, địa đại ngăn ngại, chà sát lẫn nhau, nên mới sinh ra hỏa đại. Hỏa đại không phải chỉ là lửa, tất cả các sự nóng lạnh đều thuộc về hỏa đại. Đến một chừng mực nào, hỏa đại có thể làm cho sự vật thay đổi từ hiện tượng này sang hiện tượng khác. Do đó, nên chủng tính của hỏa đại là tính biến hóa. Sức nóng lên cao, những thứ trước kia là cứng, lại chảy ra nước, lưu hành từ nơi này sang nơi khác, không ở yên một chỗ, đó là thủy đại. Nhưng trái với cái tướng nước của thủy đại có chỗ nhất định, cái chủng tính của thủy đại là tính lưu hành. Nơi nào cũng có, do đó nên gọi thủy đại cùng khắp pháp giới. Bốn món đại ảnh hưởng lẫn nhau giữa hư không vô hình tạo thành hình tướng của thế giới. Lửa thì thường bốc lên, nước thì thường xa xuống giữa chỗ hai bên giao tiếp với nhau, lập thành có chất cứng tức là địa đại, tạo ra hình dáng của thế giới. Chỗ sâu nước dồn xuống thì gọi là bể, chỗ cao đất nổi lên thì gọi là gò. Những nơi bể lớn, hơi nóng vẫn thường bốc lên, trên gò nổi, sông ngòi vẫn thường chảy xuống. Chỗ nào thế của hỏa đại bốc lên mạnh hơn thế của thủy đại, thì đất nổi lên thành núi cao. Nhưng trong lúc ấy, lấy hai viên đá trên núi đập vào với nhau, thì vẫn phát ra tia lửa. Còn nếu nấu các thứ đá kia, thì nó vẫn chảy thành nước. Chỗ nào thế địa đại kém thế thủy đại, đất hóa ra mềm, thì có cây mọc lên. Xong các thứ cây khi bị đốt, thì thành ra đất, khi vắt ra thì vẫn có nước. Xét như vậy thì biết tứ đại cùng khắp mọi nơi, tùy theo nhân duyên mà phát sinh những hiện tượng khác nhau, nhưng đâu đâu cũng đều có chủng tính tứ đại. Theo vọng tưởng phân biệt mỗi loài, mà có hiện tượng bốn đại của mỗi loài. Các đại giao xen hòa hợp, làm nhân, làm duyên cho nhau, tạo thành thế giới của mỗi loài. Khi thành, khi trụ, khi hoại, khi không, tiếp tục không dứt. Còn chúng sinh bản lai là tỉnh giác, đâu có sinh diệt, chỉ vì lầm lạc. Riêng nhận cái minh làm giác, nên nơi tính diệu minh, cái diệu liền thành sở minh. Còn cái minh thì biến thành năng minh, và đã là năng minh thì phải bị hạn chế, không thể ra ngoài phạm vi của sở minh được. Do nhân duyên ấy, khi đã có sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp làm hoàn cảnh sở minh, thì cái năng minh cũng chia ra sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, và mỗi căn chỉ đối riêng với mỗi trần. Nghe không ra ngoài tiếng, thấy không ra sắc, không thể thay thế nhau được. Thế là chúng sinh nhận một thân thể làm cái căn thân của mình để đối đại với sự vật. Thân thể giống nhau thì phân biệt hoàn cảnh cũng giống nhau, gọi là đồng một nghiệp với nhau. Như người ta đồng một nghiệp người thì cảm giác như nhau, hiểu biết như nhau, quan hệ giữa người và người hóa thành mật thiết. Các loại đồng nghiệp gắn bó với nhau, hấp dẫn lẫn nhau mà sinh ra mãi không thôi. Do đó, mới có thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hỏa sinh. Như có năng kiến thì tất phải có sở kiến, rồi do năng kiến duyên với sở kiến, mà có tưởng niệm nhận biết các tướng của sự vật. Đối với các căn khác thì cũng như vậy, rồi tưởng niệm khác nhau, ý kiến trái nhau, thì thành ra ghét. Tưởng niệm giống nhau, ý kiến hợp nhau, thì thành ra ưa. Do tưởng niệm giống nhau, ưa thích lẫn nhau, nên chúng sinh đồng nghiệp giao tiếp với nhau, hấp dẫn bọn đồng nghiệp khác. Đó là nhân duyên sinh ra thai bào và con cái. Ưa ghét là nguyên nhân quan trọng của luân hồi. Chúng sinh có thân nào thì gắn bó với thân ấy, muốn sống mãi với thân ấy, nhưng sinh mạng có hạn, đến khi phải chết thì luyến tiếc không cùng. Chính cái thói quen ưa sống, ghét chết ấy,
là sức mạnh tiềm tàng đưa đi thủ sinh theo nghiệp báo. Các loài chúng sinh, khi thì thái sinh, khi thì noãn sinh, khi thì thấp sinh, khi thì hóa sinh, không có nhất định. Những giống thái sinh, noãn sinh thì do ái tình tưởng niệm mà có. Những giống thấp sinh, hóa sinh thì do hợp lại, ly ra mà thành. Chúng sinh tùy theo nghiệp báo mà xoay vần trong tứ sinh, khi lên, khi xuống. Đó là nhân duyên làm cho chúng sinh tiếp tục mãi mãi. Nghiệp là nhân, báo là quả. Nghiệp là những việc làm của thân thể, của lời nói, của ý nghĩ. Như người này mắc nợ thân mạng người kia, như người kia trả nợ trước cho người này, như người này yêu người kia mến người này. Do những duyên nợ như thế mà chúng sinh tự ràng buộc mãi mãi trong ba cõi. Sát đạo dâm là ác, không sát đạo dâm là thiện. Ác thì bị ác báo lôi xuống, thiện thì được thiện báo đưa lên. Chúng sinh gây nghiệp, khi thiện, khi ác xen lẫn nhau, liên tục chịu quả báo nổi chìm mãi mãi trong lục đạo. Nhưng hiện tượng thế giới, chúng sinh, nghiệp quả tiếp tục như thế, không phải gì khác, mà chính là do tính minh của bản giác duyên khởi ra. Chúng sinh không giác ngộ bản tính, chỉ nhận cái minh làm giác, nên cảnh giới duyên khởi hóa thành sở minh. Đổi lại với cảnh sở minh, thì cái tính minh lại hóa thành năng minh. Năng minh cột vào sở minh, sinh ra vọng tưởng, chấp có tật ngã, thật pháp, rồi theo nhân duyên mà sinh ra có thân, có cảnh, có nghiệp chung, có nghiệp riêng. Do đó mới có những hiện tượng thế giới, chúng sinh, nghiệp quả tiếp tục mãi mãi. Đoạn 7 chỉ rõ giác không sinh mê. Ông Phú Lâu Na bạch, nếu cái diệu giác đó bản tính là diệu minh cùng với tâm Như Lai, không thêm không bớt, mà không có gì bỗng nhiên lại sinh ra các tướng hữu vi núi sông đất liền, vậy Như Lai hiện nay đã chứng được bản giác diệu minh không có phân biệt, thì đến lúc nào lại sinh ra núi sông đất liền và các tập lậu hữu vi? Phật bảo ông Phú Lâu Na, ví như người mê nơi một xóm làng, lầm phương Nam làm phương Bắc, thì cái mê ấy lại là nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra? Ông Phú Lâu Na bạch, người mê như vậy cũng không nhân mê, cũng không nhân ngộ, vì sao? Mê vốn không có gốc, làm sao lại nhân mê, còn ngộ? Không phải cái sinh ra mê, làm sao lại nhân ngộ? Phật dạy, người mê kia, chính trong lúc mê bỗng có người ngộ, chỉ bày cho được ngộ. Phú Lâu Na, ý ông nghĩ thế nào? Người ấy giải trừ được cái mê đi, thì đối với xóm làng đó, còn có sanh mê nữa không? Thưa Thế Tôn, không. Phú Lâu Na, Như Lai mười phương thì cũng như vậy. Cái mê đó không có gốc, tính nó rốt ráo là rỗng không, xưa vốn không mê, chỉ hình như có mê, có giác. Giác được cái mê thì cái mê diệt và cái giác không sinh ra mê. Cũng như người lò thấy hoa đốm giữa hư không, nếu trừ được bệnh lò thì hoa đốm nơi hư không diệt mất. Bỗng có người ngu ở chỗ hư không mà hoa đốm kia đã diệt rồi, lại mong đợi hoa đốm sinh lại. Ông xét người ấy là người ngu hay là trí tuệ? Ông Phú Lâu Na bạch, hư không vốn không có hoa đốm, vì hư vọng mà thấy có sinh diệt. Thấy hoa đốm diệt mất nơi hư không đã là điên đảo rồi, lại còn muốn bảo nó sinh lại, thì thật là điên dại. Làm sao còn gọi người điên như vậy? Là ngu hay là trí tuệ? Phật dạy, ông hiểu như vậy, làm sao còn hỏi tính giác diệu minh không có phân biệt của chư Phật Như Lai, lúc nào lại sinh ra núi sông đất liền? Lại như quặng vàng lộn với vàng rồng, khi vàng đã luyện thành rồng rồi thì không xen lộn được nữa, cũng như cây đã đốt ra tro thì không thành cây được nữa,
Bồ Đề Niết Bàn chư Phật Như Lai thì cũng như vậy. Chú giải, ông Phú Lâu Na nghe lời Phật dạy, nhận biết chỗ chứng của Phật là vi diệu, bình đẳng với tính giác của chúng sinh, không thêm không bớt, thì lại nghi rằng chúng sinh sẵn có tính giác, không duyên cớ gì lấy minh làm giác, sinh ra các tướng hữu vi. Vậy Như Lai hiện đã thật chứng tính giác ấy, thì đến lúc nào cũng lại sinh ra bất giác và các tướng hữu vi. Ông Phú Lâu Na hỏi như vậy vì còn nhận cái mê là có thật, không biết nó chỉ là cái nhận thức sai lầm, không có thật thể. Do đó, ông chưa nhận biết chúng sinh có giác tính bình đẳng như Phật, và cũng chưa nhận biết chỗ chứng của Phật là toàn vọng, toàn chân, sinh tử và niết bàn đều bình đẳng, không hai, không khác. Đáp lại câu hỏi của ông Phú Lâu Na, Phật đã đưa ra nhiều ví dụ để chỉ cho ông rõ. Một khi đã chuyển được nhận thức mê lầm thành nhận thức đúng đắn rồi, thì không thể nào còn sinh ra mê lầm được nữa. Ví như một người ở một xóm nhận lầm phương Nam là phương Bắc, thì người ấy tuy lầm, nhưng người ấy vẫn là người ấy, làng xóm vẫn là làng xóm, phương hướng cũng không vì cái lầm của người đó mà có thay đổi. Đến khi được có người chỉ cho biết sự lầm lạc, người ấy nhận phương hướng đúng rồi, thì tuy cảnh vật, thân thể trước sau như nhau, nhưng người ấy quyết định không thể còn lầm phương Nam làm phương Bắc nữa. Cái lầm như vậy không có căn cứ, hễ biết được là lầm thì hết lầm và không thể nào còn lầm lại được. Lại như có người bị bệnh lò, thấy giữa hư không có hoa đốm, hoa đốm do bệnh lò mà có, chứ không phải thật có. Đến khi chữa hết bệnh lò thì hoa đốm cũng không còn, hư không vốn không có hoa đốm. Thấy có hoa đốm sinh ra và diệt mất giữa hư không đã là sai lầm lắm rồi, huống nữa lại còn muốn cho những người lò có mắt hết lò thấy lại hoa đốm giữa hư không. Tất cả các pháp hữu vi đều do cái bệnh bất giác biến thành, không phải thật có. Khi hết bệnh bất giác thì muốn tìm cái gì là hữu vi cũng không thể được, huống nữa lại còn sinh ra các tướng hữu vi. Lại như vàng ròng lộn trong đá mỏ, đến khi đã luyện thành vàng ròng thì không thể còn lộn với đá được. Các đức Phật cũng đã từng bị mê lầm làm cho tính giác diễu minh bản lai thường trụ hình như phải luân hồi trong lục đạo, nên đến khi diệt trừ mê lầm, chứng nhập pháp giới tính, thì không thể nào còn để cho vọng tưởng xen lộn được nữa. Lại như cây đã đốt ra tro thì không thể đâm chồi mọc lá. Các đức Phật đã giác ngộ hoàn toàn, diệt trừ tận gốc những điều mê lầm sinh diệt, thì làm sao còn sinh ra được các pháp hữu vi. Nói tóm lại, chúng sinh tuy có giác tính như Phật, không thêm không bớt, nhưng vì không nhận được giác tính thường diệu thường minh nên phải chìm nổi trong lục đạo. Chư Phật nhận rõ và trừ hết cội gốc của mê lầm, nên tuy vẫn là giác tính đó, không thêm không bớt, nhưng đã thật chứng giác tính diệu dụng y như giác tính rồi, thì quyết định không thể còn mê lầm được nữa. Đoạn 8. Chỉ các đại có thể dung nhau. Phú Lâu Na, ông lại hỏi về địa, thủy, hỏa, phong, bản tính viên mãn dung hòa, cùng khắp pháp giới. Nghi sao tính nước, tính lửa lại không lấn nhau, diệt nhau và nêu ra hư không và địa đại, đều cùng khắp pháp giới, lẽ ra không dung được nhau. Phú Lâu Na, ví như hư không, bản thể không phải các tướng, mà không ngăn cản các tướng phát huy, vì sao? Phú Lâu Na, nơi hư không kia, mặt trời soi thì sáng, mây kéo thì tối, gió lay thì động, trời tạnh thì trống, hơi động thì đục, bụi nổi thì mù, nước đứng thì ánh, ý ông nghĩ thế nào? Các tướng hữu vi khác nhau như vậy, nhân các cái kia mà sanh,
hãy nhân hư không mà có. Phủ lâu nào, nếu như do các cái kia sinh ra, thì khi mặt trời soi, đã là mặt trời sáng, mười phương thế giới đều thành sắc của mặt trời. Làm sao giữa hư không lại còn thấy mặt trời tròn? Nếu là hư không sáng, thì hư không phải tự soi lấy. Làm sao lúc giữa đêm mây mù lại không sinh ra sáng chói? Vậy nên biết rằng cái sáng đó không phải mặt trời, không phải hư không, và cũng không ra ngoài hư không và mặt trời. Xét cái tướng vốn là vọng, không thể chỉ bày. Cũng như muốn hoa đốm hư không kết thành quả hư không, làm sao còn gạn hỏi cái nghĩa lấn diệt lẫn nhau? Xét cái tính vốn là chân, chỉ là tính giác diệu minh. Tính giác diệu minh vốn không phải là nước hay là lửa, làm sao còn hỏi về nghĩa không dung được nhau? Bản tính diệu minh chân thật thì cũng như vậy. Ông phát minh cái hư không thì có hư không hiện ra. Địa, thủy, hỏa, phong, mỗi mỗi phát minh thì mỗi mỗi hiện ra. Nếu cùng phát minh thì cùng hiện ra. Thế nào là cùng hiện ra? Phủ lâu na, như trong một chỗ có nước, hiện ra bóng mặt trời. Hai người đồng xem mặt trời trong nước, rồi một người đi phương đông, một người đi phương tây, thì hai bên đều có mặt trời theo mình cùng đi. Một cái về đông, một cái về phương tây, không có chuẩn đích nhất định. Không nên gạn hỏi rằng mặt trời đó là một, sao lại mỗi cái đi theo mỗi người? Các mặt trời đã thành hai, làm sao trước kia chỉ hiện ra có một? Hư vọng quanh lộn như thế, không thể lấy gì làm bằng cứ. Chú giải, đáp lại câu hỏi của ông Phú Lâu Na về tứ đại. Nghi rằng bản tính tứ đại trái ngược lẫn nhau, làm sao lại có thể đều cùng khắp pháp giới? Phật đã lấy hư không làm ví dụ. Chính nơi hư không, khi mặt trời soi thì sáng, nửa đêm mây phủ thì tối, tạnh ráo thì trong suốt, buổi nổi thì mù mịt, vân vân. Các tướng sai khác như thế hiện ra trong hư không, nhưng hư không không có tính, vốn không phải là các tướng ấy. Ví như lúc mặt trời soi thì hư không sáng, nếu cái sáng đó là sắc tướng của mặt trời thì toàn thể hư không đã thành sắc tướng mặt trời. Làm sao lại còn thấy được mặt trời tròn ở giữa hư không? Nhưng nếu cái sáng ấy là sắc tướng của hư không, thì vì sao khi không có mặt trời, hư không lại không sáng? Xét như vậy thì biết hư không theo duyên của mặt trời mà hóa thành có sáng, và cái sáng như vậy không phải mặt trời, không phải hư không, đồng thời cũng không ra ngoài hư không và mặt trời. Như Lai tạng tính thì cũng như vậy. Như Lai tạng tính bản lai không tịch, không hề thay đổi, nhưng lại chí chân chí diệu, theo duyên mà hiện ra các sự vật như huyễn như hóa. Tuy Như Lai tạng tính theo duyên mà hiện ra các sự vật như huyễn như hóa, nhưng vẫn không hề vì những tướng huyễn hóa kia mà mất tính không tịch, không thay, không đổi. Xét về các tướng thì các tướng vốn là hư vọng như hoa đốm giữa hư không, theo duyên mà biến đổi như huyễn như hóa, không thể chỉ đích là cái gì cả. Như đồng một không khí, đồng một hồ nước, người xuống dưới nước thì chết đuối, cá lên trên bờ thì nghẹt thở, không thể chỉ đích nơi nào là nơi thở được, nơi nào là nơi không thở được. Về địa, thủy, hỏa, phong thì cũng như vậy. Con dung chui lên mặt đất gặp ánh sáng mặt trời thì lăn ra chết, vì không chịu nổi sức nóng ấy. Ngược lại, có những sinh vật nấu sôi đến 100 độ mà vẫn không chết. Bốn đại theo duyên mà biến hiện, như huyễn, như hóa, nên không cần hỏi vì sao không lấn diệt lẫn nhau. Nhưng mặt khác, xét về tính, thì tứ đại cũng như tất cả sự vật đều là pháp giới tính, đều là tính diệu chân như Như Lai tạng. Theo duyên mà biến hiện, pháp giới tính đâu phải là nước hay là lửa, làm sao lại không dung được nhau?
pháp giới tính duyên khởi trùng trùng vô tận. Tất cả duyên ra thành một, một duyên ra thành tất cả. Vì thế, nên mỗi khi tâm niệm đổi thay, thì pháp giới tính cũng theo duyên của tâm niệm ấy mà thay đổi. Tâm phát minh ra hư không, thì có hư không hiện ra. Phát minh ra địa, thủy, hỏa phong, thì có địa, thủy, hỏa phong hiện ra. Nếu phát minh tất cả, thì tất cả đều hiện ra. Lại nếu nhiều tâm niệm cùng phát minh như nhau, thì sự vật cũng đều hiện ra như nhau. Như hai người đứng gần nhau trên một hồ nước, thì cùng thấy một cái bóng mặt trời dưới nước. Thế là hai người cùng một lập trường, đều trông thấy như nhau. Đến khi một người đi về phương đông, một người đi về phương tây, thì mỗi người đều thấy một mặt trời đi theo mình, không có gì là nhất định cả. Pháp giới duyên khởi như huyễn như thế, luôn luôn đối đãi với tâm niệm mà biến hiện như thế. Nên không cần gán hỏi rằng bóng mặt trời đó trước kia là một, sao lại hóa thành hai. Mỗi bóng đi theo mỗi người, hoặc mỗi người đã có cái bóng mặt trời của mình, sau khi đứng gần nhau lại chỉ thấy có một. Sự vật duyên khởi như huyễn như hóa tùy theo tâm niệm, không thể lấy gì làm bằng cứng. 188 chỉ tiểu diệu minh họ đi lay lay tạng rời cả hai ngày thi và tức. Đoạn 1 chỉ về trái với giác tính hợp với trần tướng. Phủ lâu nào ông đem cái sắc cái không mà lẫn cúp lẫn nhau nơi Như Lai tạng, thì Như Lai tạng theo ông làm sắc làm không cùng khắp pháp giới. Vậy nên trong ấy gió thổi thì động, hư không thì lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Chúng sinh mê lầm trái với giác tính, hợp với trần tướng, cho nên phát ra trần lao, có các tướng thế gian. Chú giải: chính vì pháp giới duyên khởi theo tâm niệm như thế, nên khi chúng sinh phát ra tâm niệm phân biệt, nào là sắc, nào là không, nào là thân, nào là cảnh, thì pháp giới tính theo tâm niệm ấy mà hiện ra có sắc, có không, có thân, có cảnh. Rồi nhân thân đối với cảnh, cảnh đối với thân, chúng sinh đắm chấp trần tướng mà phát sinh vô số trần lao phiền não. Đoạn 2 chỉ tính diệu minh hợp với Như Lai tạng. Tôi lấy tính diệu minh không diệt không sinh hợp với Như Lai tạng, thì Như Lai tạng chỉ là tính giác diệu minh soi khắp pháp giới. Vậy nên trong ấy một là vô lượng, vô lượng là một. Trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn hiện ra nhỏ. Đạo trường bất động cùng khắp thế giới mười phương, thân trùm cả hư không vô tận mười phương. Nơi đầu một mảy lông hiện ra cõi bảo vương, ngồi trắng vi trần chuyển bánh xe pháp lớn. Diệt trần tướng hợp giác tính, nên phát ra tính giác chân như nhiệm màu sáng suốt. Chú giải: còn Phật thì dùng diệu giác mà hợp với Như Lai tạng, thì Như Lai tạng chỉ là một thể chân như, không có phần lượng, không có đối đãi, không có thời gian, không có không gian. Trong tính diệu chân như ấy, một và nhiều, nhỏ và lớn đều bình đẳng, không hai không khác. Vì thế trên đầu một sợi lông có thể hiện ra tam thiên đại thiên thế giới. Ngồi trong một vi trần có thể chuyển pháp luân cho vô lượng thánh chúng. Đó là vì Phật đã chứng nhập pháp giới tính, diệu dụng pháp giới tính đúng với vật chất của pháp giới tính, nên biến hiện hoàn toàn tự tại vô ngại. Đoạn 3 chỉ Như Lai tạng là phi tất cả. Nhưng Như Lai tạng bản tính diệu viên, không phải là tâm, là không, là địa, là thủy, là phong, là hỏa, không phải là nhãn, là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, không phải là sắc, là thanh, hương, vị, xúc, pháp, không phải là nhãn thức giới, cho đến không phải là ý thức giới, không phải là minh, là vô minh, là hết vô minh, cho đến không phải là lão, là tử, là hết lão tử,
không phải là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Không phải là trí, là đắc. Không phải là bố thí, là trì giới, là tinh tiến, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ, là ba la mật đa, cho đến cũng không phải là Như Lai, là ứng cúng, là chính biến tri. Không phải là đại niết bàn, là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Vì cái đó đều không là các pháp thế gian và xuất thế gian vậy. Chú giải, vì áp dụng một cách khác nhau, nên Như Lai tạng biến hiện khác nhau. Nhưng bản tính Như Lai tạng về chân như môn vẫn là nguyên dung vô ngạn, không hề là tâm, là thất đại, là lục căn, là lục trần, là lục thức, và tất cả pháp thế gian cũng không hề là thập nhị nhân duyên, là tứ đế, là tu, là chứng, là lục độ, cho đến là thập độ, là thập hiểu Như Lai, là bốn đức thường lạc ngã tịnh của tự tính thanh tịnh niết bàn, và tất cả các pháp xuất thế gian. Đoạn 4. Chỉ Như Lai tạng tức là tất cả. Tức cái bản tính minh diệu Như Lai tạng cũng tức là tâm, là không, là địa, là thủy, là phong, là hỏa, tức là nhãn, là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là sắc, là thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là nhãn thức giới, cho đến là ý thức giới, tức là minh, là vô minh, là hết minh, là hết vô minh, cho đến tức là lão, là tử, là hết lão tử, tức là khổ, là tập, là diệt, là đạo, tức là trí, là đắc, tức là bố thí, là trì giới, là tinh tiến, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ, là ba la mật đa, cho đến tức là Như Lai, là ứng cúng, là chính biến tri, tức là đại niết bàn, là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Do cái đó tức là các pháp thế gian và xuất thế gian vậy. Chú giải, song các pháp thế gian và xuất thế gian đều do Như Lai tạng tính duyên khởi trong sinh diệt môn, nên cũng có thể nói Như Lai tạng tính tức là các pháp thế gian và xuất thế gian vậy. Đoạn 5. Chỉ ra ngoài các nghĩa phi và tức, và phải nhờ đến ngón tay. Tức cái tính giác diệu minh, Như Lai tạng rời cả các nghĩa tức phi, và cũng là tức là phi, làm sao chúng sanh ba cõi thế gian và các hàng thánh văn duyên giác xuất thế gian lấy cái tâm hay biết sự vật mà đo lường được vô thượng bồ đề của Như Lai, dùng tiếng nói thế gian mà vào được tri kiến của Phật. Ví như những cây đàn cầm sắt không hầu tỳ bà, tuy có tiếng hay nhưng nếu không có ngón tay hay thì rốt cuộc cũng không phát ra được. Ông cùng chúng sinh thì cũng như vậy, tâm tính chân thật mỗi người đều đầy đủ, nhưng khi tôi ấn ngón tay thì hãy ấn phát ra hào quang, còn các ông tạm móng tâm lên thì trần lao đã nổi, do vì không siêng năng cầu đạo vô thượng giác, ưa nhớ tiểu thừa được một ít đã cho là đủ. Chú giải, sự thật thì Như Lai tạng tính theo duyên mà không thay đổi, không thay đổi mà theo duyên, rời hẳn tất cả các nghĩa tức và phi, đồng thời cũng đầy đủ nghĩa tức và phi, quyết không thể đem tâm phân biệt trong vòng đối đãi mà đo lường được thể tính tuyệt đối Như Lai tạng, càng không thể dùng tiếng nói của thế gian mà chứng nhập được tri kiến của Phật. Thể tính tuyệt đối ấy chúng ta sẵn có, và Phật đã dùng rất nhiều phương tiện chỉ cho chúng ta trực nhận. Chúng ta cần nương theo những phương tiện giải bảo của Phật mà trực nhận thể tính ấy nơi tự tâm mình, nơi cảnh vật hiện tiền của mình, chứ không nên chỉ biết nghiên cứu những lời Phật dạy mà bỏ mất tâm tánh. Tâm tính sẵn có của chúng ta sáng suốt vô hạn, diệu dụng rất to lớn. Nhưng nếu chúng ta không thoát khỏi mê lầm thì không thể có diệu dụng ấy được. Cũng như một cây đàn tốt trong tay người không biết đàn thì rốt cuộc cũng không thể phát ra những tiếng hay được. Đã có cây đàn tốt lại cần phải có ngón tay hay, đã có tâm tính nhiễm màu lại cần phải có trí tuệ sáng suốt,
phát khởi diệu dụng của tâm tính ấy, thì mới thoát khỏi trần lao phiền não, phá trừ ngã chấp, pháp chấp, và chứng được vô thượng bồ đề của chư Phật. Một chính, chỉ mê vọng quanh nhân, hết mê là bồ đề. Đoạn 1. Nghi giác tính vì nhân gì mà có vọng? Ông Phú Lâu Na bạch: chân tâm viên giác diệu minh của tôi và của Như Lai đều viên mãn không hai, mà tôi trước kia mắc vọng tưởng vô thủy, ở lâu trong luân hồi, nay được thánh thừa còn chưa rốt ráo. Thế Tôn, thì khắp tất cả các vọng đều diệt trọn, chỉ có diệu dụng tính chân thường, xin hỏi Đức Như Lai, hết thảy chúng sinh vì nhân gì mà có vọng, tự che tính diệu minh mà chịu chìm đắm như vậy? Chú giải: ông Phú Lâu Na nghe lời Phật dạy, nhận biết tâm tính của Phật và của chúng sinh đều bình đẳng như nhau, không hai không khác. Chỉ vì chỗ tận dụng tâm có khác, mà chúng sinh thì bị chìm đắm trong bể luân hồi. Các bậc nhị thường tuy được giải thoát khỏi vòng sống chết, nhưng chỗ giác ngộ chưa được rốt ráo. Còn tam thế chư Phật thì thật chứng tâm tính, diệu dụng tâm tính được tự tại vô ngại. Nhưng ông lại nghi rằng tâm tính đã bình đẳng như nhau, tại sao chỗ dụng tâm lại khác nhau như thế? Đoạn 2. Chỉ mê vốn không nhân. Phật bảo ông Phú Lâu Na: ông tuy trừ được lòng nghi, nhưng còn những điều lầm chưa dứt hết. Nay tôi lại đem những việc hiện tiền thế gian mà hỏi ông. Hả, ông không nghe trong thành Thất La Phiệt có anh Diễn Nhã Đạt Đa, mỗi mai lấy gương soi mặt, bỗng nhiên ưa cái đầu trong gương, lông mày, con mắt có thể thấy được, rồi giận trách cái đầu mình sao lại không thấy mặt mày, cho là giống yêu quái, rồi không cớ gì phát điên bỏ chạy. Ý ông nghĩ thế nào, người đó vì nguyên nhân gì vô cớ phát điên bỏ chạy? Ông Phú Lâu Na bạch: tâm người ấy điên, chứ không có duyên cớ gì khác. Phật dạy: tính diệu giác viên mãn sáng suốt bản lai là diệu minh cùng khắp. Đã gọi là vọng thì làm sao có nhân? Nếu có nguyên nhân thì sao gọi là vọng? Chỉ tự các vọng tưởng xoay vần làm nguyên nhân cho nhau, theo cái mê, chứa cái mê, trải qua kiếp số như vi trần, tuy Phật phát minh còn không biết trở về. Nguyên nhân cái mê như vậy là nhân mê tự có. Biết cái mê không có nhân thì cái vọng không chỗ nương tựa. Còn không có sinh thì muốn đem cái gì mà làm cái việc? Người được đạo bồ đề như người tỉnh giấc kể chuyện trong chiêm bao. Tâm giàu rõ ràng, nhưng không thể có nhân duyên gì lấy được những vật trong chiêm bao, huống nữa cái mê lại không có nhân, vốn không có gì cả. Như anh Diễn Nhã Đạt Đa trong thành kia, đâu có nhân duyên mà tự sợ đầu mình bỏ chạy, bỗng nhiên hết điên, thì cái đầu đâu phải từ ngoài đưa tới. Dầu chưa hết điên, cái đầu cũng không hề mất. Phú Lâu Na, tính của cái vọng là như vậy, làm sao còn có nguyên nhân được? Chú giải: Phật thấy ông Phú Lâu Na còn mắc miếu ở chỗ cái mê, cái ngộ đối đãi lẫn nhau, nên nghi rằng nếu bản tính là mê thì không thể giác ngộ, và nếu bản tính là ngộ thì lẽ gì lại khóa ra mê? Vì thế Phật phương tiện lấy một người điên trong thành Thất La Phiệt mà làm ví dụ, để diệt trừ mối nghi hoặc của ông Phú Lâu Na. Người điên ấy tên là Diễn Nhã Đạt Đa. Một buổi mai kia, Diễn Nhã Đạt Đa lấy gương soi mặt, thấy cái đầu trong gương mặt mày rõ ràng, bỗng nhiên phát điên, nghĩ mình không có đầu nữa, như loài yêu quái, rồi sợ hãi bỏ chạy. Nguyên do của sự sợ hãi bỏ chạy ấy chỉ là vì người đó phát điên, chứ không có duyên cớ gì khác. Vọng niệm của chúng sinh thì cũng như vậy. Tâm tính của chúng sinh luôn luôn viên mãn sáng suốt. Có gì là vọng,
chỉ vì chúng sinh nhận thức không đúng, nên hình như có vọng. Thế rồi, chúng sinh từ cái vọng này sang cái vọng khác, xoay vần mãi mãi trong vô lượng vô số kiếp, vọng cho đến nỗi khi được Phật chỉ giải rành mạch, vẫn không chịu giác ngộ, trực nhận tâm tính. Xét cho cùng, thì nhận thức mê lầm chỉ do nhận thức mê lầm mà có, chứ không do nguyên nhân gì khác. Chúng ta thử nghĩ đến việc anh Diễn Nhã Đạt Đa phát điên. Công việc của anh làm, mọi người cũng thường làm. Mấy ai lại không soi gương và soi gương thì ai lại không thấy cái đầu của mình trong gương. Thế nhưng, anh Diễn Nhã Đạt Đa vẫn phát điên bỏ chạy được. Nhận thức mê lầm cũng có thể ví dụ với những em bé muốn mò trăng trong chậu nước. Trong đêm trăng, chậu nước trong nào cũng hiện ra bóng mặt trăng. Nào phải có nhân duyên gì gây ra nhận thức sai lầm cho các em bé tìm cách mò trăng trong chậu nước. Nhận thức mê lầm thật không có nhân và cũng không có gì cả. Như các em bé khi lớn lên biết trong chậu nước thật không có mặt trăng, thì tất nhiên không mò mặt trăng trong chậu nước nữa. Anh Diễn Nhã Đạt Đa cũng vậy. Khi anh hết điên, thì cái đầu của anh vẫn nguyên vẹn, không phải từ đâu đưa tới. Nhưng dầu anh chưa hết điên, thì cái đầu cũng không phải vì anh điên, tưởng mình không có đầu mà hóa thành không có. Đoạn 3. Chỉ dứt các duyên thì hết điên và giác tính vốn cùng cấp. Ông chỉ không theo phân biệt ba thứ tiếp tục nơi thế gian, nghiệp quả, chúng sinh, thì ba duyên đã đoạn rồi, ba nhân không sinh ra nữa, và tính điên của anh Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự hết. Hết tức là tâm tính bồ đề trong sạch sáng suốt, bản lấy cùng khắp pháp giới, không do ai đưa lại. Nào cần gì phải tu chứng nhọc nhằn vất vả. Ví như con người ở nơi áo mình buộc một hạt châu như ý, mà không hay biết, nên phải xin ăn rong rủi phương xa, nghèo nàn rách rưới. Tuy người ấy thật nghèo nàn, nhưng hạt châu không hề bị mất. Bỗng nhiên có người khôn chỉ hạt châu ra cho, thì người ấy muốn gì được nấy, thành giàu có lớn, rồi mới ngộ được hạt châu quý hóa ấy, không phải do ở ngoài đưa tới. Chú dạy, nhận thức mê lầm của chúng sinh cũng như cái điên của anh Diễn Nhã Đạt Đa, vốn không có nguyên nhân gì cả. Chúng sinh mãi mãi phát khởi tâm niệm phân biệt, thì Như Lai tạng tính tiểu duyên ấy, mà hiện ra có thế giới, chúng sinh nghiệp quả. Nếu chúng sinh giác ngộ tất cả các pháp hữu vi đều do phân biệt biến hiện, không theo các phân biệt, thì đoạn được cái duyên làm cho các chủng tử mê lầm, sinh ra các pháp hữu vi. Như thế, thì cái tính điên của tự tâm, tức là cái nhận thức mê lầm tự hết. Hết mê lầm, tức là tâm tính bản lai thanh tịnh hiện tiền cùng khắp pháp giới. Tâm tính ấy có sẵn, không phải do tu chứng mà được, cũng như người sẵn có trong áo mình hạt châu như ý, mà không tự biết, phải nghèo nàn rách rưới, kiếm ăn phương xa. Đến khi được người ta chỉ hạt châu ra cho, thì người ấy muốn gì được nấy, thành giàu có lớn. Người ấy sẵn có hạt châu, không biết thì hóa ra cực khổ, biết thì hóa thành giàu có. Chứ hạt châu không phải từ ngoài đưa tới. Chúng sinh cũng vậy, chúng sinh sẵn có Như Lai tạng tính mà không tự biết, nên phải chịu luân hồi khổ não. Đến khi nhờ Phật chỉ dạy, không theo những điều phân biệt giả dối, những nhận thức sai lầm, thì liền nhận được Như Lai tạng tính đầy đủ diệu dụng rộng lớn. Rồi mới biết mọi người đều sẵn có Như Lai tạng tính, chỉ cần phải chứng nhận mà thôi.